sasagai nalo no yo ni tu la nemai chi si ago tolo me to bimu fu lo mu ya le nalo jin jin ma mu ya khu ya na mi da gu yo choe nalo no yo si me ga no lo. Còn 500 mét nữa cô ạ. Vâng, 500 mét nữa. 500 mét nữa. Còn 500 mét nữa mà. 500 mét nữa là đến. À, 500 mét nữa. À, tốt rồi. À, khám phá thì phải khám phá hết ạ. Anh có mệt không? Mệt mà. Mệt, đương nhiên mệt rồi, vừa vui vừa mệt. Em ở đâu hả em? Dạ. Em ở đâu? Em ở Thái Nguyên thôi. À, ở Thái Nguyên à? Anh quay video anh. Ừ, anh quay video đó. Chị. Lên TV nhá. Bốn phẩy ba mươi chín. Chào các bạn, hiện tại ở đây là 4,4 km này. Bây giờ mình xuống dưới xem là được bao nhiêu km các bạn nhé. Ở đây là hơn 1.000 bước các bạn. À, hơn 1.000 bậc thang lên đây. Bây giờ mình tiếp tục quay trở xuống này. Quay trở xuống thì nó hoàn toàn rất là đơn giản rồi. Mấy chục mét là đến rồi. Đây ở đây cửa hang thôi. Đến rồi, cửa hang đây rồi. Đến chưa? Đến rồi anh ạ. Đến mà không có cái gì. Đổ cái chai. Rồi bây giờ. Hiện tại là 11:54 rồi các bạn. Sắp đến rồi, mấy mét nữa thôi. Ai không trèo quen đấy, trèo lên khó nhưng mà trèo xuống nó cũng khó đấy. Rất là mỏi chân trèo xuống. Giờ đi đâu được nữa? Nếu mà không quen đấy. Đây. Check in nào. Các em đến từ đâu đấy các em? Từ Hoàng đây, đứng rồi đấy. Các em đến từ đâu đấy? À, Thái Bình à? Từ Thái Bình lên đây á? Thái Bình lên đây. Em học Hà Nội. À, đang học. Hà Nội. Cuối tuần được nghỉ mà nhờ đi chơi. Nghỉ hè rồi. Bây giờ mình sẽ. Bây giờ mình sẽ check in xuống. Bây giờ. Ôi trời, mình sắp lên rồi. Mình đây uống rượu chưa rồi, trèo đéo đi rồi. Cố đi cẩn thận đấy, ngã đấy, bậc thang ngã lắm. Sắp đến rồi, các em ơi. Mình đã xuống được gần một nửa rồi các bạn. Sắp đến rồi chú ạ. Vâng, đến rồi, trên này rồi. Bốn phẩy năm mươi bảy km các bạn. Lúc nãy là 4,4 km, giờ là 4,57.
thì mình đeo cái này mình thấy là cũng rất là bình thường thôi. Đối với những cái bạn, đối với những mình hay hay gọi là bạn nào hay chạy bộ ấy, hay có tinh thần thể thao ấy, thì leo những cái dốc như này nó cực kỳ đơn giản, nó không có cái gì mà khó khăn cả. Và đối với những cái bạn mà hay vận động nhiều ấy, hay làm việc nhiều, hay là các bạn hay làm cái công việc chân tay ấy, thì leo những cái này rất đơn giản. Ở đây quả này là giống như quả vả ấy, nhưng mà lại không phải quả vả các bạn. Quả này là không ăn được. Đó. Quả vả nó ở trong có đường các bạn. Nhưng mà quả này nó lại không có đường. Quả này là không ăn được. Có một cái quả vả ấy, quả vả theo một cái tiếng dân tộc ấy, người ta thường gọi là cái quả mắc ngòa ấy các bạn. Đó, hay là mắc tém ấy. Đấy. Đó. Nhưng mà quả này lại không ăn được. Đó, lúc nãy ở trong hang mình ra đây, trong hang rất là mát, cực kỳ mát luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại ra ngoài mình lại bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Phải nói thật, thời tiết ở ngoài này nó rất là nóng. Vào hang chưa anh? Vào rồi. À, vào rồi. Hang Thượng Hoàng mà không thấy Thượng Hoàng đâu, vào thế rơi thôi. Không có rơi đâu. Nghĩ là cái này rơi tầm khoảng 700 mét rồi, đánh nước tầm khoảng 700 mét rồi cậu. Đây này, 4,68. Ở đây là người ta làm bằng xi măng, cột này làm bằng xi măng nhưng mà người ta kiểu như là dùng sơn lại sơn, nó giống như là cái gỗ đóng lại, giống như cây gỗ đóng lại. Nhưng mà rất là cái này là cái lan can cầu thang lan can thôi, giống như cái. Vâng, chú sắp đến rồi. Vâng, em cho em lên Google nhá. Vâng, lên Google nhá, lên YouTube nè. Đây. Đó, mình đã xuống rồi các bạn. Thực ra đi khám phá như này thì nó cũng rất là vui. Khi các bạn đến được những cái địa danh mới, khi các bạn đến những cái nơi mà các bạn chưa từng đến ấy, thì khi bạn đến lần đầu khám phá cảm thấy nó rất là thú vị. Thực ra nó rất là hứng thú, tò mò, các bạn muốn khám phá. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn muốn khám phá được ấy, thì các bạn phải bỏ thời gian, công sức và thậm chí là rất là mệt mỏi, tổn hao rất là nhiều sức lực, đó, rất là mệt luôn. Các bạn đi chơi này và khám phá này nó vừa vui vừa mệt. Lên trên về chưa em? Lên trên hang khám phá về chưa? bốn phẩy bốn mươi, đúng rồi, 500 mét, tầm khoảng 800 mét các bạn ạ, chứ cho là gần khoảng một cây số các bạn. Còn 500 mét nữa cô ạ. Vâng, 500 mét nữa. 500 mét nữa. Còn 2/3 nữa mới đi được 1/3. Thế thì còn dài hơn. Cô hỏi với anh ngày xưa. 500 mét nữa mà. 500 mét nữa là đến. Đường đâu? 500 mét.
500 mét nữa. Cố thôi. Khám phá thì phải khám phá hết ạ. Mệt mà. Mệt, đương nhiên mệt rồi, vừa vui vừa mệt. Em ở đâu hả em? Em ở đâu? Ở Thái Nguyên thôi. Ừ, anh quay video đó. Lên TV nhá. Rồi. Khi anh xuống đây vẫn cười được thế nào kìa? Vẫn cười được đấy, vẫn mệt nhưng mà vẫn cứ cười được. Lên khám phá anh. Khoảng 500 mét nữa anh à. À anh ở đâu anh? Quen á. Em ở tận là Lạng Sơn cơ. Vâng, quen đâu. Thì vì quen em ở đâu thôi. Vâng, sợ anh quen ở trên YouTube thôi. Đó, ở đây là nóng lắm các bạn, bây giờ xuống đây là rất là nóng. Rất là nóng luôn. Lúc nãy ở trong hàng ấy thì nhiệt độ rất là mát và dễ chịu, nhưng mà xuống đây ấy, nóng. Nóng quá các bạn. Nhiệt độ lại bắt đầu tăng các bạn. Tăng dần. Lúc nãy ở trên đỉnh ấy thì cái nhiệt độ nó cũng rất là dễ chịu, nhưng mà xuống đây ấy, nhiệt độ càng tăng dần các bạn. Như các bạn đã biết thì cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ sẽ trung bình, nó sẽ giảm 0,6 độ C. Đó. Từ lúc này, lúc trên kia là khoảng 700 mét các bạn ạ. Đó, 700 mét thì nó đã hạ tầm khoảng 1.000 mét thì hạ 6 độ. Cứ cho là tầm khoảng 5 độ đi các bạn. Đó, rất là dễ chịu. Xuống thôi em. Sao đến rồi? Đến nào, đến nào. Em lên nào. Lên nào. À lên tầm khoảng 600 mét nữa. À xuống à. Ừ. À lên tầm khoảng 600 mét nữa em ạ. 600 mét nữa. Từ từ thôi em. Bố luôn. Đó, chỗ này là chụp ảnh phong cảnh cũng rất là đẹp. Dốc này hả? Dốc đúng luôn đấy. Đúng dốc chưa? 700 mét nữa em ạ. 700 mét nữa. Vâng, 700 mét nữa nhá. Anh ơi, quay lại làm vòng nữa anh ơi. Ừ, làm vòng nữa đi. Đó, bây giờ mình sẽ check in xuống ạ. Và mình bắt đầu đi xuống. Thank you.
Rất là nhiều khách du lịch đến đây hôm nay. Ở bên này có rất là nhiều người đang tích cực cắm trại đây này các bạn. Rất là nhiều. Đa số ở đây là khách du lịch các bạn. Vào hôm nay là vào cuối tuần đây cho nên là rất là đông luôn. Rất là đông. Rất là đông. bốn phẩy bốn mươi km, các bạn gần một cây km, gần một cây số bạn, phải 800 mét thôi, không đến một cây. Đối với các bạn là đi bộ theo cái đường bằng nó rất là dễ, nhưng mà khi các bạn trèo dốc như này thì nó mất sức nhiều, nó rất là mệt, nhưng mà không quen, đúng là công nhận là rất là mệt. Đó, xuống đây rất là nóng các bạn, nóng quá. Thì lúc nãy mình khám phá đến đây cũng khá là lâu rồi, hơn 2 tiếng rồi các bạn. Năm phẩy ba mươi tám km là đúng là một cây số luôn các bạn. Từ trên kia xuống đây là một cây số luôn. Các bạn xem này, lúc nãy là 4,40 km phải không ạ? Bây giờ là 5, đây này, bây giờ là 5,38 rồi, 40 rồi còn gì đó.